Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến. Chúa Giêsu lên đền thờ Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có người bán bò, chiên, chim bồ câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người dắp dây thần làm roi đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đẩy bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, rồi trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái đáp lại: phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ấy ư? Nhưng người có ý nói đến đền thờ là thân thể người. Vì thế khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó nên đã tin kinh thánh và tin người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Kính thưa cha, kính thưa quý ông bà và anh chị em, ai có đọc cái tác phẩm gọi là Nhật ký của một linh mục của cha Nguyễn Trọng Tước, trong đó cha tả rất dài, gồm cả một chương nói về giọt lệ nghìn thu. Đó là cha tả cái cung điện Taj Mahal của Ấn Độ, là một kiệt tác của vùng đất Agra, Ấn Độ, làm toàn bằng cẩm thạch trắng tuyệt đẹp. Nó có thể đổi màu tùy theo giờ của mặt trời. Nó khởi công từ 1632 bởi hoàng đế Shahjahan để làm lăng tẩm cho đệ tam thứ phi của ông là bà Mumtaz Mahal. Bà sinh con, và vào thời kỳ đó không có những cái kỹ thuật về y khoa. Bà chết lúc sinh con, đau khổ vì người đệ tam thứ phi, hoàng đế Shahjahan quyết định xây một lăng tẩm để giữ lại thân thể của bà. Toàn bộ lăng tẩm này nằm ở bờ phía nam của sông Yamuna. Thế giới ngưỡng mộ cái công trình này và gọi đó là một viên ngọc quý báu của nghệ thuật kiến trúc Hồi giáo nằm ngay trên đất Ấn giáo. Bởi vì cái kiến trúc hoàn toàn Hồi giáo và là biểu tượng của một thời đại hoàng kim trong lịch sử nước Ấn, giàu có vô cùng. Và thưa, phải mất 22 năm ròng rã, tới năm 1654 lăng tẩm đó mới hoàn tất. Mà lúc nào ngày cũng như đêm 3 ca làm việc, lúc nào cũng có 20.000 nghệ nhân liên tục làm việc dưới sự giám sát
của các vệ binh. 1654 khánh thành đền thờ xong thì tất cả những nghệ nhân là những người làm cuối cùng đều bị chặt tay. Để từ đó không ai có thể làm lại một kiệt tác giống như vậy nữa. Kinh khủng. 1983 UNESCO công nhận đây là di sản văn hóa thế giới. Rất đẹp. Hàng năm, quý ông bà tưởng tượng khoảng người ta lấy trung bình 3 triệu du khách đến viếng. Tôi chia ra trung bình 10.000 người một ngày. Chính quyền nước Ấn tha hồ hốt bạc. Nhưng ít lâu sau khi hoàn thành công trình ấy, hoàng đế Shahjahan bị người con của mình là một hoàng tử tên là Aurangzeb truất phế ông, giam lỏng ông vì không giết ở cái pháo đài Agra của lính canh gần đó bên bờ sông. Và từ đó mỗi ngày ông nhìn về lăng tẩm của vợ, công trình huy hoàng của ông, rồi khóc thương cho vợ và cho thân phận mình. Từ đó chỗ đó gọi là giọt lệ nghìn thu. Sau khi ông chết, người con cũng cho phép ông được an táng bên cạnh người vợ thứ ba yêu quý của ông. Tôi nói hơi dài chút là để nói lên một công trình mà chúng ta không chối cãi được. Thế giới có những công trình đáng phải nhắc. Một trong cái đó là Taj Mahal. Hai, Vạn Lý Trường Thành. Ba, Kim Tự Tháp. Bốn, Đền thờ Jerusalem, mặc dầu đã bị phá hủy. Và còn nhiều cái khác nữa, trong đó có thể có cái tháp Eiffel, vân vân. Những kim tự tháp của Nam Mỹ, kim tự tháp Ai Cập, bây giờ mình xét lại một chút. Lúc nào cũng làm, trong 19 năm, gồm 20.000 thợ, và những năm cuối cùng, khoảng 7 năm cuối, khoảng 100.000 thợ, làm liên tiếp để xây dựng nên các lăng tẩm cho các hoàng đế Ai Cập, Pharaoh và các bà vợ của mấy ông đó. Đền thờ Jerusalem như hôm nay trong bài tin mừng 46 năm gồm hai giai đoạn, giai đoạn 1 rồi giai đoạn 2 cộng lại. Giai đoạn 1 khởi công dưới thời vua Salomon. 46 năm để làm một công trình kinh khủng. Đó là những công trình vật chất, thưa quý ông bà. Nó bằng đất, bằng đá, có thể đá rất quý, người ta thét vàng lên đó, nhưng vẫn là vật chất do tay con người tạo ra. Và tất cả, nhìn lại đi, trừ ra đền thờ Jerusalem, tất cả đều xây dựng vì con người. Ví dụ, ông hoàng đế Shahjahan xây cái Taj Mahal để tưởng nhớ bà vợ Mumtaz Mahal của ông. Các kim tự tháp để giữ lại xác ướp của các vị hoàng đế Ai Cập và các nữ hoàng. Tất cả vì con người. Vạn Lý Trường Thành cũng vì con người, để bảo vệ chế độ Đại Hán khỏi cái rợ gọi là Hung Nô, vân vân. Chúng ta thấy riêng đền thờ Jerusalem mục đích được xây dựng để thờ phượng Thiên Chúa. Cho tôi đóng cái phần gọi là vật chất đó lại để nói về thái độ của Chúa Giêsu hôm nay ngắn gọn. Bài tin mừng thuật lại, tôi không lặp lại nữa. Phải mất 46 năm mới hoàn thành mà Chúa Giêsu bảo cứ phá đền thờ này đi. Không có tài liệu nào nói lúc đó Chúa có chỉ vào ngực hay không, hay là Chúa chỉ đền thờ, không ai nói rõ. Nhưng trong bài tin mừng, Thánh Gioan nói rất rõ, các tông đồ hiểu. Còn mấy người biệt phái không hiểu nên mới trách mắng Chúa, nơi mỉa mai Chúa 46 năm mà ông làm lại trong 3 ngày sau. Tôi nói thật quý vị, 46 năm vẫn còn dễ làm. 22 năm Taj Mahal vẫn còn dễ làm. Bởi vì trên con người, trên thế giới của con người ngày nay, chưa ai làm được một con người. Các nhà khoa học
nhất là các bác học người Đức, người Mỹ, nhất là người Nhật, rất là tiến bộ về vấn đề người máy, robot. Họ cũng đã làm được những người máy khá tinh vi, để có những khách sạn hiện giờ ở Nhật toàn người máy phục vụ, mà người máy xinh đẹp lắm, chứ không phải là loại sắt, loại thép ra. Cũng có gương mặt phụ nữ đáng yêu, nhưng đừng thả dê mấy người đó, nó tát cho một cái là chết. Nó là người máy, nhưng mà cũng chưa làm được một quả trứng mà. Chưa làm được một con kiến. Họ làm được một con kiến robot, nhưng nó to cỡ bằng cho Fox. Nó cũng đánh mùi, cũng leo tường. Chúa làm một con kiến bé xíu, mình không nhìn thấy được cái râu của nó, mà nó vẫn có đời sống riêng. Cho nên theo tôi nghĩ, tất cả những công trình con người làm không có gì quý bằng chính mạng sống con người, gồm có thân xác và linh hồn. Hôm nay qua lời dạy của Chúa, chúng ta tin rằng giáo hội chính là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu, và mỗi người chúng ta không phải là những viên đá vô tri vô giác, mà là những viên đá sống động. Ngôi đền này có được tái thiết sau 3 ngày là thân thể của Chúa Giêsu, thì ngôi đền của mỗi người chúng ta là những viên gạch cũng sẽ được sống lại như vậy. Chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính mỗi Chủ nhật. Chúng ta không phải là những viên đá vô tri vô giác kết lại với nhau bằng xi măng hay bằng hồ hay một chất keo đặc biệt nào đó vô hình, nhưng mà là thứ tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chúng ta gắn liền với Thiên Chúa để từ đó tập gắn liền với nhau. Nhưng tôi thích nhất cái ý là Chúa Giêsu nói chính Ngài là đền thờ, để rồi từ đó các lời dạy của Phaolô, của Kinh Thánh nhắc tới mỗi người là đền thờ của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta là một đền thờ tinh vi hơn, thưa đúng, siêu việt hơn, thưa đúng, cao hơn vật chất nhiều. Vậy chúng ta có thái độ gì đối với đền thờ của chúng ta, đối với thân xác của mình, đối với linh hồn của mình, và đối với thân xác và linh hồn của người khác, nhất là những người thân yêu của mình? Mùa chay là thời gian thanh luyện, đổi mới tâm hồn, đổi mới cái nhìn. Hãy nhớ lại hôm nay Chúa Giêsu thanh tẩy một cách quyết liệt đền thờ. Nó có liên quan tới chính bản thân của Ngài, và từ đó Ngài dạy chúng ta, liệu chúng ta có đang thờ phượng Thiên Chúa một cách chính trực không? Mỗi người có nhận biết anh em mình cũng là đền thờ, là môn đệ, là những viên gạch để tạo nên đền thờ Chúa không? Liệu chúng ta có là biểu tượng của một viên gạch thật vững, chứ không phải một viên gạch mục nát? Để trở thành những viên gạch, viên đá có giá trị xây dựng đền thờ, chúng ta hãy làm gì trong mùa chay này? Ý thứ hai, ngôi thánh đường này và tất cả các thánh đường cũng là đền thờ theo đúng nghĩa của nó. Chúa Giêsu tôn kính cái đền thờ vật chất là vì nơi đó có sự hiện diện của Thiên Chúa Cha. Người lên đền thờ vào dịp lễ để thi hành phận sự, nhưng thái độ của người hôm nay nói lên cho chúng ta cũng cần có thái độ như vậy. Vậy thái độ của chúng ta mỗi lần bước vào bất kỳ đền thờ nào ra sao? Chúng ta vào nhà thờ với mục đích gì? Đi gặp gỡ Thiên Chúa, đi thờ phượng người, đúng. Người bảo 6 ngày làm việc có 1 ngày dành để thờ phượng Thiên Chúa ở bài đọc 1. Hay là chúng ta đến đây vì phải đi, hay tệ hơn chút để chơi cho vui, tệ hơn chút nữa để khoe của, khoe sắc, khoe thời trang, và tệ nhất để chôn. Tôi nói không oan đâu, bởi vì mất những bình hoa bên ngoài là người ngoài, nhưng mất cái tivi ở trong phòng của lớp học Việt ngữ là người của cộng đoàn. Đó là nỗi đau của chúng ta. Hãy xét lại hành vi của chúng ta khi đến đây, để từ đó
chúng ta có thái độ xứng đáng tôn trọng nhà thờ vì là nơi thờ phượng. Chúng ta không thể nào bỏ rác xuống đất một cách dễ dàng, vân vân. Làm gương cho các em nhỏ. Đó là những điều đau nhưng phải nói. Phải nói để chúng ta cùng sống với nhau mùa chay, có một thái độ đổi mới. Xin tiếp tục dâng thánh lễ này. Thứ nhất, quay lại, tôi thường nói với các bậc cao niên, hãy tôn trọng đền thờ Chúa giao cho quý ông bà. Đừng để người khác làm hư cái đền thờ đó bằng cách bất kỳ chuyện gì cũng bực mình, để rồi hại cho sức khỏe. Con cháu, thế hệ khác, văn hóa khác, giáo dục khác, có những hành vi khác. Đừng vì đó mà chấp nhất để rồi buồn, buồn sinh bệnh. Đó là chăm sóc đền thờ. Rồi cũng đừng vì một gương mù gương xấu nào đó, kể cả của các vị chủ trăng, để rồi làm hư mất đền thờ của mình, là bỏ chính Chúa. Chúa không còn ở trong đền thờ này thì nó trở thành cái nơi buôn bán, như Chúa Giê-xu thấy đền Giê-ru-sa-lem. Thứ nhất, xin quý vị cao niên đừng chấp những chuyện xung quanh. Hãy lo cho chính sức khỏe và niềm vui của mình. Mà cái cách vui vẻ nhất, bền bỉ là thân mật với Chúa Giê-xu. Đối với những bậc sống trong đời hôn nhân, xin hãy nhìn lại người bạn đời của mình là một đền thờ cúng hiến cho Chúa và cũng cung hiến cho mình. Hãy trân trọng, hãy kính mến như lời hứa trong đám cưới chúng ta đã từng hứa. Rồi đối với con cái, xin hãy tôn trọng từng đền thờ của Chúa bằng cách làm gương để cho nó thấy chúng ta là gương sáng, là những viên đá sống động. Để rồi nó đến giáo hội, nó biết nơi đó có những viên đá sống động, vững chắc. Và cuối cùng, xin hãy gìn giữ linh hồn mình trong mùa chay này, không ước mơ làm điều gì cao cả, chỉ ước mơ một điều, hãy mang một tấm lòng đến mỗi lần gặp Chúa và gặp người khác. Xin đừng gặp nhau trên đầu môi chót lưỡi, mà hãy tập đặt một chút tình cảm, tình thương trong ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, lời nói của mình để làm vinh danh Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho người khác.